Hello, hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin muộn của buổi tối hôm nay. Lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Kính thưa cả nhà, buổi tối hôm nay thì Long lại gửi đến cho quý vị một cái bản tin muộn với cái nội dung xoay quanh thám tử cao Mã Lai và Trang Vina. Đó là những cái câu chuyện mà hình như rằng là không có ngày nào mà cộng đồng mạng không nghe và không nhìn thấy. Thì đến bây giờ thì Long vừa xuống cái livestream thì Long lại nhận được cái dòng trạng thái của chị Mã Lai vừa đăng trên trang cá nhân của chị với cái nội dung rất là phức tạp và dùng những cái từ ngữ mà miệt thị Trang Vina. Tôi thấy đây là một con người này là đã đến lúc coi như rằng là chắc có lẽ rằng là dồn chị vào chân tường rồi chị phải nhảy ra chị ngào cái rồi đặng là có thể là biến mất luôn đó quý vị. Thành ra là thưa với đại gia đình á, nhưng mà thấy đâu đó cũng rất là tội nghiệp cho cái chị hai này. Vì sao quý vị biết không? Chị hai này mới vừa đăng trên trang cá nhân của chị. Chị nói là chị ở Gia Lai. Nhưng mà chị dám đăng bài đăng thôi, chứ chị không có dám like trực tiếp giống như mấy lần trước chị đi. Thưa quý vị, vì sao? Lần này á, chị mà chị like cái, chị nói chị ở Gia Lai nhưng mà thật sự chị ở quận 7 không chừng. Chị nói chị ở Gia Lai mà hay là có khi chị trốn chị về đâu rồi không chừng. Chị nói vậy. Thành ra chị đâu có dám. Chị đi em đâu dám like trực tiếp. Like trực tiếp là thám tử cao định vị chị được ngay. Đúng không? Thành ra không dám. Đó, thưa quý vị. Và đồng thời nữa thì nói thật với đại gia đình mình. Nói thật với đại gia đình mình. Là chị làm như vậy á thì người ta họ biết là chị lòi cái đuôi rồi. Bây giờ thì chị, họ nói là cao nhân tất hữu, cao nhân trị, là người này cao giỏi có tài nhưng mà có người khác sẽ còn giỏi còn tài hơn mình. Thành ra núi này cao, ý nghĩa là núi này cao còn có núi kia cao hơn, có núi khác cao hơn. Thì đối với chị Mã Lai này, chị thật là cao đó, nhưng mà chị về đây chị gặp thám tử cao với luật sư Kha là chị thua rồi. Chị banh chành cuộc đời chị rồi. Đúng không quý vị? Là chị thua rồi. Thành ra thấy cũng tội nghiệp cho chị là sao? Là chị thua rồi, thành ra chị sợ. Bây giờ chị sợ đó, chị cung rúm lại vậy. Chị không có dám đăng đàn lên nữa. Mà đàn em của chị bây giờ cũng bỏ chị rồi. Chị phóng đại ra, chị hô hè lên, chị giúp đỡ, chị hỗ trợ cái này cái kia. Nhưng mà chưa thấy chị làm gì hết. Thành ra giờ đàn em bỏ chị mất tiêu rồi. Không còn ai mà đưa đón săn lùng như những ngày trước nữa. Thưa quý vị, thì chính vì cái lẽ đó thì bây giờ nó thật quý vị, chỉ có dám đăng đàn thôi chứ còn không có dám mà live stream, không dám trực tiếp đó. Thì thôi, thám tử cao, em nương nương tay đi để cho chị hai này chị thở, chứ không là lòng quằn chị ngộp á. Chị ngộp á nghe, chị ngộp thì chịu không nổi đâu. Đúng không? Đó, thưa với quý vị là vậy. Rồi, thì bây giờ nè, còn thêm một điều nữa. Thì thưa với quý vị, chị này với lại bây giờ là chị ủy thác lại cho cái chị Bút Nô. Nhưng mà chị Bút Nô á, thì cũng chưa có từng trải bằng cái chị Mã Lai. Thậm chí đăng lên cái gì là chị xóa cái đó, đăng lên cái gì xóa cái đó, đăng lên cái gì gỡ cái đó. Thậm chí rằng là live stream hay tin, bản tin gì đưa lên rồi cái cũng gỡ xuống. Thành ra không đủ bản lĩnh. Thành ra Long nói thật, nhiều khi nói với quý vị, thám tử cao cũng là một người bình thường thôi. Nhưng mà thám tử cao đối với Mã Lai là người, Mã Lai thấy là thám tử cao là rung giống như mà thằng lằn đứt đuôi vậy. Bây giờ quá sợ rồi. Nói thật quý vị, tại sao?
Tại vì chị hay làm mưa làm gió quá. Chị Mã Lai chị làm mưa làm gió quá. Thành ra là chị mới, thành ra thám tử cao nó mới trị chị như vậy. Chứ còn nếu mà chị đừng có cái tính mà hung hăng, đừng có tính mà du côn, đừng có tính mà coi thường pháp luật, hay coi thường cộng đồng mạng, coi thường tất cả các anh em YouTube mà đã từng ủng hộ cho mình. Thì đâu có ai làm cái gì mình, không có ai làm cái gì mình hết trơn. Thưa với quý vị là vậy. Tại vì mình quá đáng, mình quá sầu ngon, mình quá coi thường người khác. Thành ra là cuối cùng là mình phải gánh lấy cái hậu quả đó. Thành ra là trong cái thời gian vừa qua tôi thấy thám tử cao á, soi nhiều cái việc làm của chị này. Mà những cái việc làm có thật, những việc làm trước đây, những năm trước đây, đó là cái những cái việc làm quá khứ đó. Quá khứ. Thành ra là có thật. Thành ra bây giờ là chị thấy chị sợ. Chị sợ thám tử cao giống nó thật quý vị, còn sợ giống như mà nó thật quý vị, giống như mà gà thấy thấy diều hâu vậy đó, chứ không phải mà sợ vừa. Nên bây giờ mỗi khi mà nó thật quý vị á, chị hai này, chị Mã Lai này mà thấy thám tử cao là coi như là bỏ dép chạy không kịp luôn, bỏ của chạy lấy người luôn. Thì mới đây Tiết Bông cũng cũng nói rằng là chị hai á, chị hai muốn á, giải quyết một cách êm đẹp á, thì nên xuất trình lộ diện để hai bên gặp nhau nói chuyện. Còn nếu như mà chị hai không xuất trình lộ diện thì Tiết Bông sẽ về Việt Nam. Tiết Bông tuyên bố một câu như vậy rất là đinh thép, sẽ về Việt Nam. Thì chị hai xuất hiện ở đâu, chị hai Mã Lai này xuất hiện ở đâu thì Tiết Bông sẽ tới giải quyết một lần cho xong. Ý là Tiết Bông nói như vậy. Vậy mới xứng đáng, mới xứng danh là chị hai Mã Lai. Nếu như một thì xuất hiện đi, gặp đi, còn không thì tất nhiên á là để Tiết Bông đi tìm, về Việt Nam đi tìm, thì lúc đó đó là đừng có đáp số. Nếu như mình xứng danh là một chị hai, một chị đại, mình cứ trực tiếp gặp đối diện với Tiết Bông một lần coi. Hay là bây giờ cũng giống như bao lần trước, cái vụ mà của Hồ Thiền cũng chỉ nói cái miệng chứ không có làm gì được. Rồi cũng vụ đất cát nhà cửa tài sản của cái như Mi Su Thiền mua trong một nốt nhạc mà cũng chẳng thấy giải quyết được gì. Những cái vấn đề đó thì thưa với quý vị, bây giờ nó đi vào lòng đất rồi. Mà ở đây chúng ta nhắc lại để cho mọi người nhớ thôi. Nhớ là nhớ cái sạo ngôn của cái con Mã Lai thôi, chứ còn không phải là nhớ cái gì. Bây giờ nó thật quý vị, không có đi đâu, bây giờ không có nơi nào mà dung túng cái con người này. Thì bây giờ có khi chị nói chị về Gia Lai cũng có thể. Tại vì chị về Gia Lai á, là về căn nhà cuối cùng của mình. Căn nhà đầu đời của mình mà cũng là căn nhà cuối cùng của mình. Nơi đó chỉ có cha mẹ mình mới đủ cái tình yêu thương bao la rộng lớn để đón chào mình thôi. Chứ còn ra xã hội bây giờ là chị này không ai còn đón chào chị hết. Một con người sầu ngon, một con người có thể là làm mưa làm gió, một con người có thể rằng là làm những cái việc mà nó thật có hại đến người khác, rồi thậm chí là chà đạp trên danh dự của người khác. Thì thưa với quý vị, cái điều này có tồn tại không? Không bao giờ tồn tại. Và cũng không ai cho phép chuyện này. Thì chỉ có làm ở đâu lừa dụ, cái qua chỗ khác lừa dụ. Nhưng mà rồi bây giờ từ từ rồi người ta cũng biết. Chứ đừng cứ tưởng rằng người ta không biết. Còn sắp tới đây nè, sắp tới đây nè, cái chị mà bút nô này nè, thám tử cao nó cũng lột trần ra cho mà xem. Nó cũng bung lụa luôn, chứ đừng ở đó mà ngồi đó rồi đăng lên rồi lột xuống, đăng lên lột xuống. Nó bung lụa cho xem. Đừng có ngồi đó mà xạo xạo. Còn ngày xưa đó, cách đây á, 10 ngày về trước á,
thì cái vụ mà thầy Thích Minh Tuệ chưa có xuất hiện á, thì các kênh YouTube á, người ta họ còn coi như là ngồi đó người ta chờ trực chị hai này rồi đi đến đâu làm cái gì về đâu rồi bắt đầu là người ta họ đưa tin. Nhưng bây giờ chị hai này là đâu có giá trị nữa, người ta đi theo ta làm. Nếu mà đã làm YouTube thì phải đi làm cái channel của thầy Thích Minh Tuệ đó. Thì bây giờ tiện đây Lâm cũng nói luôn, chia sẻ luôn cho quý vị, nếu như mà làm YouTube á, mà để kiếm tiền thì đi làm mấy cái trend đó. Bây giờ quý vị tin không, mỗi cái kênh YouTube người ta like, cứ ta like tiếng đồng hồ người ta ngắt, ta like tiếp ta ngắt, một ngày ta like cả chục like như vậy, mà mỗi một like như vậy là quý vị biết ha, mỗi một lần like như vậy thì 7-8 ngàn người, 10 ngàn người xem, 10 mấy ngàn người xem, mà một ngày làm bao nhiêu clip như vậy, một ngày đêm làm là bao nhiêu clip, quý vị biết ta kiếm tiền rất là nhiều. À, chứ không phải nói là cái bộ Tam Sen Tứ Sen mà làm YouTube để kiếm tiền á, thì điều đó không đúng. Nếu mà chúng tôi rảnh rỗi chúng tôi đi làm kiếm tiền á, thì tôi sẽ có nhiều cách để tôi làm kiếm tiền. Còn đằng này á, làm giống như kênh của Nguyễn Đức Long thì thưa quý vị, một ngày Long làm Long kiếm chừng 100 mấy 200 ngàn tiền Việt. Thì thưa với quý vị, chẳng qua là Long phải tranh thủ thời gian, thậm chí băng đêm thức hôm. Ví dụ như vừa rồi mới like xong, bây giờ là tiếp tục cái như rằng là để làm một cái clip trong buổi khuya muộn hôm nay. Rồi cái là sáng phải dậy sớm làm cái clip đưa thông tin buổi sáng, rồi chiều làm một clip đưa thông tin buổi chiều, bốn một ngày bốn clip như vậy. Thì bình quân một clip chỉ có 40-50 ngàn thôi. Tiền Việt mình á. Thì một ngày Long kiếm được cỡ 100 mấy đến 200 ngàn. Thì thưa với quý vị, mà Long phải cực khổ, phải đụng độ với nhiều người. Còn đi làm cái thầy Thích Minh Tuệ thì chỉ có đưa thông tin của thầy thôi, đâu có gây cắn vai, đâu có phải rằng là phiền hà đến ai. Cái chuyện đó kiếm tiền không ngọt ha. Thành ra là có nhiều người cho rằng là bộ Tam Sen Tứ Sen làm YouTube để kiếm tiền. Ở đây người ta kiếm tiền cái gì ở đây? Chẳng qua ta nói lên cái tiếng nói công tâm của họ thôi. Họ muốn giúp những người yếu thế, những người mà không thể tự mình đứng lên được, thành ra người ta thấy như vậy, người ta muốn hỗ trợ giúp đỡ để mà lôi kéo cái người đó họ đứng lên thôi. Nhưng mà không ngờ thì những người đó họ giả bộ, họ làm màu, họ té, họ quỵ xuống đó, rồi họ nằm vạ xuống đó, rồi vô tình là người khác lôi kéo lên, mà lôi kéo lên đó là giúp đỡ, đó là giúp đỡ không đúng người và không đúng chuyện. Thành ra bây giờ là mới thấy được cái sai của mình, đi ủng hộ những người làm việc sai là mình coi như mình cũng sai luôn. Và thưa quý vị, nếu như mà khi người ta biết người ta đã, từ đầu người ta đã chủ mưu, người ta lừa mình, họ biết là như thế, thì mình lừa họ rồi thì thôi, mình cũng tha cho họ đi, còn đem người ta lên ban trên mạng xã hội. Ban là sao? Mình ban như vậy thì có nghĩa gì? Mình có ý đồ gì? Có nghĩa là mình coi như cũng giống như trái chanh này, mình vắt cạn nước rồi mình bỏ vỏ đúng không? Mình chơi như vậy thì mình chơi với ai? Trong tương lai mình chơi với ai và ai còn tin tưởng mình? Rồi mình lợi dụng cộng đồng mạng, cái niềm thương yêu của cộng đồng mạng, và cuối cùng bây giờ mình cũng lòi cái mặt chuột của mình ra để rồi cộng đồng mạng thấy mình ra cái gì? Nói vậy chứ bây giờ nó thật quý vị, họ nói á, con người sống ăn ở có đức không sức hưởng, đừng có ăn ở mà vô đầu vô vị như vậy. Sống mà cuối cùng để cho cái người ta họ nói, họ động chạm đến mình, họ đá động đến mình thì không còn cái danh dự. Cũng giống như là ở đây là vừa lợi dụng cái tình yêu thương của cộng đồng mạng, lợi dụng cái tình yêu thương của YouTube để mà đẩy cái tên tuổi mình lên, rồi mình quay ngược là mình cắn mấy YouTube cho đã. Rồi thậm chí rằng là mình cũng lợi dụng cái tình yêu thương của khán giả, mình thậm chí là mình mua một mình bán hai. Như vậy là mình lợi dụng cái tình yêu thương của cộng đồng mạng, của khán giả của mình đúng không? Mình sống như vậy thì hỏi quý vị có nên sống hay không? Tôi nói đơn giản vậy thôi. Có nên hay không thôi. Rồi thì thôi, đến đây Nguyễn Đức Long cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi cái bản tin muộn của buổi tối hôm nay. Và cuối cùng Long xin
tạm dừng video tại đây và kính chúc đại gia đình có một giấc ngủ thật bình yên. Và quý vị nhớ, ai chưa đăng ký nhớ đăng ký, cho Long một cái đăng ký và cho Long một like nha quý vị. Và nhớ cho Long một cái chia sẻ. Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Chúc đại gia đình ngủ ngon. Bye bye.